Có lẽ hôm nay anh không hề muốn, những chuyện tình yêu chúng ta đang có những giây phút rất buồn. Đã đến với nhau trong sự lạc lối, thế bây giờ mình nên cách xa trong yên lặng. Nhìn những thứ đáng lẽ là của riêng anh, mà lúc này anh thấy em trao tặng ai? Người hãy nói tất cả là tại anh sai đi. Khi xa rồi anh không thấy trong lòng thật lâu.
anh lẻ loi trên thế gian này. Anh phải làm gì đây khi tình yêu sắp vỡ tan rồi? Chỉ giọt nước mắt rơi trong đắng cay thôi sao? Anh phải mạnh mẽ để cầu chúc em được hạnh phúc. Vì cả thế giới chẳng còn ai thay thế em mà. Vì sao em lại thay đổi chân tranh tình yêu không nói một lần? Trả lời anh đi mà hơn hay để anh biết sự thật. Đừng bỏ mặt anh nhé, đừng nói chia tay vội vàng. Đừng nói dối trái tim khi em vẫn còn yêu ai. Đừng cố ra vờ gượng cười, nhắm mắt lạnh lùng quay đi. Đừng để hạnh phúc đi qua xa rơi hẳn em nữa. Đừng làm anh phải đau nữa, đừng bắt tim anh ngừng đập. Đừng để nước mắt anh tuôn rơi không còn cảm giác. Đâu dễ tìm được một người hy sinh tất cả vì em. Người yêu ơi em đang nơi đâu hãy quay về đi.
Thank you.
ngày sau ra làm sao tình yêu không đổi thay, ta cùng nhau về để ai xưa kia. Anh đang trên máy quen đường về, âm thầm mình em nơi đây với những
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
chỉ để trôi mau để tí nắng ấm áp sớm mai khi hôm nay em giấc mơ nhẹ nhàng bình minh lên mang theo từng hơi ấm cho em giống như
thật khó nên anh phải đứng từ xa nhìn em giữa dòng đời ta là mất nhau.